Nói chung là cảm xúc sau khi ghi hình là Tình Nguyễn cảm thấy rất là bực mình. Quan điểm của Tình Nguyễn bức xúc là có nghĩa là khi Tình Nguyễn cảm nhận là một người phụ nữ mà luôn luôn hướng về tư tưởng hiện đại, không nêu cao nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, không biết chăm lo cho gia đình, luôn luôn coi cuộc sống giữa xã hội là niềm vui. Một người phụ nữ luôn luôn là phải biết hy sinh, một người phụ nữ luôn luôn là phải biết gia đình là số một. Khi có gia đình là luôn luôn phải biết mình là một người mẹ, mà mình một là một người vợ. Tình Nguyện luôn luôn là giữ quan điểm là tình yêu không phải là trò đùa, là yêu phải luôn luôn là yêu hết mình, sống hết mình. Cảm thấy mà gây đau khổ cho nhau thì mình nên tìm một lối thoát. Mà chúng là nữ chính thì cô ấy có một quan điểm riêng của cô ấy, nhưng mà thật sự những quan điểm của cô ấy là luôn luôn là đi theo chiều hướng không được tốt lắm. Sau khi ghi hình xong thì anh cảm thấy rất là thoải mái. Anh rất thích những cái bạn nữ mà nữ eo thon, tay chân thon, đùi thon hoặc là cơ bắp cũng được, ít mỡ. Mà nữ thì bạn chú trọng về cái sinh lý nhiều hơn, còn mình thì mình chú trọng về cái cảm xúc, cái mà những cái giá trị khác mà mình cho nhau được trong cuộc sống. Cái tần suất mà 3 đến 6 lần một ngày á, thì mình thấy cái đó là chỉ là cái nhu cầu của riêng một mình đó thôi. Tại vì đối với phụ nữ châu Á của mình thì họ không có quan trọng cái chuyện mà một ngày phải bao nhiêu lần, quan trọng là chúng ta cho nhau được cái cảm xúc. Và mình cũng chỉ mong á, các bạn nữ hãy gác lại cái chuyện chăn gối vào một bên, tạm gác một ít, mà mình dành cái thời gian đó để mình đi ngao du thiên hạ, khám phá những cái điều mới mẻ hơn trong cuộc sống, những cái điều mà hấp dẫn hơn. Biết đâu bạn sẽ tìm được một cái chân lý mới cho mình thì sao?